Bản tin trưa ngày 2 tháng 8, VN-Index tiếp tục mở gap và tiếp diễn đà tiêu cực của chiều ngày hôm qua, đúng không ạ? Ngày hôm qua chúng ta đã có một phiên giảm điểm lớn với hơn 20 điểm. Ngày hôm nay thị trường tiếp tục mở gap và đang liên tục phá những cái đáy, đặc biệt là phá đi hai vùng điểm quan trọng nhất 1.225 và 1.218. 1.218 chính là vùng điểm tạo ra cái đáy sâu nhất của cái đợt hồi phục vừa qua. Vì vậy, VN-Index bắt buộc phải bước vào một đợt hồi phục mới và chúng ta cần phải chờ đợi điểm cân bằng của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa vội bắt đáy, mọi người nhá, chưa vội bắt đáy. Bởi vì sao? Tất cả những hành động bắt đáy là những hành động nó tương đối nguy hiểm trong thị trường hiện tại bây giờ. Mà hãy chờ một điểm cân bằng mới, chưa đoán được ở vùng bao nhiêu. Có thể ở vùng 1.200, 1.202, bởi vì đây chính là vùng MA200, mọi người có thể nhìn thấy đấy. Đây là vùng MA200, đường hỗ trợ của xu hướng dài hạn. Một lần trước VN-Index đã dừng chân ở MA200 và sau đó có một nhịp hồi phục chất lượng rồi. Lần này thì chúng ta cũng có một vùng hỗ trợ, tức là cách đây nó khoảng 10 điểm nữa, chính là vùng quanh MA200. Còn xa hơn nó sẽ có thể là những cái vùng 1160, 1180. Chúng ta không đoán trước nhưng hãy chờ. Bao giờ thị trường có được những cái phiên cân bằng đầu tiên, phiên phục hồi đầu tiên lại đến từ 1, 2, 3 và bắt đầu từ 4, chúng ta sẽ chờ bùng nổ theo đà. Đó sẽ là thời điểm thị trường đổi từ xu hướng giảm trong thành xu hướng tăng. Với một số cổ phiếu thì hôm nay TVI sẽ hướng dẫn anh chị xử lý luôn nếu là còn vi phạm. Chúng tôi sẽ chỉ nhắc tới những cổ phiếu mà TVI còn nắm giữ và còn cho là mạnh trong thời gian vừa qua thôi. Bởi vì những cổ phiếu khác như dòng chứng khoán, như dòng thép thì nó đã giảm rất nhiều trong thời gian vừa qua rồi, đúng không ạ? Đầu tiên là FPT với vùng 1.220 sẽ là vùng chúng ta sẽ bán hết khi mà bán 1/2 vị thế quanh vùng 128 rồi, đúng không ạ? Nếu thủng 120 FPT chúng ta sẽ phải hạ hết. Tiếp theo nữa là MB Bank, nếu với vị thế thủng 23 ngày hôm nay, sau 2 giờ chiều mọi người nhá, sau 2 giờ chiều cuối phiên thủng 23 và đóng thủng 23, chúng ta sẽ tất toán hết đối với MB Bank, bởi vì về nền sẽ cần phải tích lũy lại. Với các cổ phiếu bán lẻ như Thế Giới Di Động thì vùng bán 1/2 đó là vùng 60-61 sẽ là quanh vùng này, mọi người có thể chủ động hạ 1/2 nếu cuối phiên đóng thủng vùng này. Và vùng quan trọng nhất của MLG nó cũng là vùng 58. Đây sẽ là vùng nếu mà thủng vùng giá 58 này sẽ là cái vùng chúng ta cần phải bán hết đối với Thế Giới Di Động. Một cổ phiếu cũng còn được khá nhiều người quan tâm đó là FLT. Đây là một cổ phiếu mà trong phiên nó cứ giảm, trong phiên cứ giảm và cuối phiên ATC lại rút chân nên là cũng chưa có cái hành động cụ thể nào đối với FLT cả. Nhưng nếu cuối phiên hôm nay, đặc biệt là ATC hoặc là von bán buổi chiều nó bị đổ ra lớn mạnh quá thì FLT nếu thủng 165 thì mọi người có thể hạ đối với FLT, được không ạ? Còn nếu mà vẫn nắm giữ chờ cơ bản thì vẫn có thể nắm giữ được quanh vùng 170 này. Để mà nói TVI đã đoán đáy hay chưa thì TVI chưa bao giờ đoán đáy, được không ạ? Đặc biệt là trong một thị trường rơi như thế này. Và chúng ta sẽ cần nhìn lại vài phiên gần đây thì gia tốc rơi của thị trường rất là nhanh. Gia tốc rơi của thị trường đang rất là nhanh. Một nhịp giảm chúng ta có thể nhìn thấy, đây là nhịp giảm đầu tiên của VN-Index, đây là nhịp giảm thứ hai và đây là đang bước vào nhịp giảm thứ ba của VN-Index. Gia tốc rơi của nhịp giảm này sẽ là gia tốc lớn nhất. Cái mức độ sát thương cũng sẽ là mức độ cao nhất, nhưng chúng ta sẽ nhìn được những sự cân bằng đầu tiên. Đây là một điểm tích cực hiếm hoi mà TVI muốn đề cập cho mọi người trong ngày hôm nay. Đã đến từ những dòng ví dụ như dòng thép, như Hoa Sen, như Hòa Phát cũng đã có những cái sự cân bằng nhất định rồi. Một số cổ phiếu bất động sản tiêu cực như Novaland có vẻ cũng đã tạo cái điểm cân bằng quanh cái vùng 11 này rồi. Thì đây là một điểm tích cực. Chúng tôi chưa nói đây là những cổ phiếu mạnh, đây chưa phải là những cổ phiếu chúng ta sẽ mua, được chưa ạ? Nhưng đây là điểm tích cực khi một số cổ phiếu rơi trước đã bắt đầu dừng chân rồi thì chúng ta cùng chờ đợi. Khi có nhiều điểm tích cực hơn thì TVI sẽ cập nhật cho mọi người, sẽ đưa ra những chiến lược rõ ràng hơn. Còn giai đoạn hiện tại thì mọi người cần tập trung vào thị trường, đừng cố đoán đáy làm gì nhá. Chết what you see, not what you think, đừng cố đoán đáy và cố vẽ thị trường. Hẹn gặp lại mọi người trong bản tin tiếp theo.